Tổng thống Duterte dọa từ chức nếu con trai tranh cử chủ tịch Hạ viện Philippines. Butler dẫn phát biểu ngày 27 tháng 5 của ông Duterte cho biết, ông không ủng hộ bất cứ một ứng viên cụ thể nào cho ghế chủ tịch Hạ viện, ngay cả con trai cả của ông. Về vị trí đó, tôi không theo phe nào hết. Tôi đang ở 3 năm sau của nhiệm kỳ. Tôi chỉ muốn làm tốt và nếu điều đó không tốt cho toàn bộ mọi người thì tôi xin lỗi. Đó là tất cả những gì tôi có thể cho đi, ông Duterte nói. Ngay cả ông Paulo, người vừa thắng ghế hạ nghị sĩ, cũng không phải là ngoại lệ. Ông Duterte nói rằng ông có nghe về việc có người muốn đề cử con trai ông vào vị trí chủ tịch Hạ viện, nhưng ông sẽ phản đối và nếu điều đó xảy ra ông sẽ từ chức. Hãy để tôi nói với Paulo. Nếu con tranh cử chủ tịch Hạ viện, hãy để cha biết. Vì nếu con làm như thế, cha sẽ từ chức, ông Duterte tuyên bố. Nếu Paulo vẫn kiên quyết chạy đua và tin các cố vấn, thì hãy cứ làm vậy đi. Nhưng nhớ báo cho cha trước 3 ngày trước khi đưa ra thông báo để cha từ chức, Tổng thống Philippines cảnh báo. Một trong những lý do ông Duterte phản đối con trai mình vào chức chủ tịch Hạ viện là do ông nghĩ rằng việc gia đình ông nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ không phải là điều tốt. Ông Paulo đã viết trên Facebook rằng ông không sẽ chạy đua vào ghế chủ tịch Hạ viện. Ông Paulo Duterte, 44 tuổi, từng giữ chức phó thị trưởng thành phố Davao trước khi từ chức hồi cuối năm 2017 do bị cáo buộc có liên quan tới đường dây buôn bán ma túy và một số vấn đề cá nhân. Vào thời điểm đó, ông đã mạnh mẽ bác bỏ những tuyên bố dính dáng tới chất gây nghiện. Trước đó, ông Duterte, 74 tuổi, nhà lãnh đạo nổi tiếng với quan điểm cứng rắn về vấn nạn ma túy, từng cảnh báo sẵn sàng cho phép giết con trai nếu ông Paulo thực sự có liên quan tới buôn lậu ma túy. Đức Hoàng, theo Vapler, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.